Xin chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cloud trong IoT thì có hai vấn đề chính mà chúng ta sẽ học trong bài này. Thứ nhất là vai trò của IoT cloud và thứ hai là các nền tảng IoT cloud phổ biến hiện nay. Thứ nhất là về vai trò của IoT cloud thì như chúng ta thấy là Internet of Things là mạng lưới của rất nhiều loại thiết bị, các loại cảm biến khác nhau, các kiểu dữ liệu khác nhau trong các cái lĩnh vực, trong các cái bài toán khác nhau, và là một cái hệ thống rất đa dạng về mặt dữ liệu. Thì cái vai trò của cloud cho IoT là phải đảm bảo được là quản lý được các cái kiểu thiết bị khác nhau này, lưu trữ và phân tích được các cái kiểu dữ liệu khác nhau từ những các loại thiết bị khác nhau này. Thì cái vai trò của một cái IoT cloud, thứ nhất là vì chúng ta cần phải theo dõi và điều khiển thiết bị ở mọi nơi mọi lúc. Thứ hai là chúng ta cần phải tự động hóa và thông minh hóa cái việc điều khiển, tức là một cái hệ thống IoT bản thân nó có thể tự hoạt động, những cái thiết bị có thể tự nói chuyện với nhau, tự làm việc với nhau và không cần có sự tham gia của con người. Thì đấy là sự cần thiết của IoT cloud. Một cái IoT cloud thì gồm có chức năng gì? Thì ở đây có những chức năng chính. Thứ nhất là phải quản lý được các cái thiết bị trong cái hệ thống IoT. Các thiết bị ở đây rất là đa dạng, các cái giao thức kết nối rất là đa dạng, các cái kiểu bán tin, các cái format định nghĩa bán tin cũng rất khác nhau. Thì một cái IoT cloud phải làm nhiệm vụ là quản lý được những cái việc đó. Thứ hai là phải lưu trữ và hiển thị được những cái dữ liệu này. Thì cái việc lưu trữ những cái kiểu dữ liệu khác nhau, hiển thị những kiểu dữ liệu khác nhau theo thời gian thực là một cái bài toán mà một IoT cloud cần phải đảm nhận được. Cái thứ ba nữa là phải tiến hành phân tích để đưa ra được các cảnh báo, các điều khiển cho những cái thiết bị trong cái hệ thống IoT đó. Thì IoT cloud phải là làm được cái nhiệm vụ là dựa trên dữ liệu thu nhận được, dựa trên dữ liệu lưu trữ, tiến hành những cái bài toán phân tích để đưa ra những cảnh báo và điều khiển kịp thời. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và giới thiệu các cái nền tảng IoT cloud hiện nay. Thứ nhất là về các cái IoT cloud miễn phí. Thì ví dụ chúng ta có ThingSpeak. Thì ThingSpeak là một cái nền tảng IoT cloud miễn phí, hỗ trợ là chúng ta lưu trữ và hiển thị dữ liệu, cho phép chúng ta là export và import những cái dữ liệu theo định dạng file. ThingSpeak hỗ trợ những cái giao thức kết nối là RESTful API và mới support thêm là MQTT. Thì chúng ta có thể quản lý đồng thời 8 cái trường dữ liệu trên ThingSpeak, đồng thời visualize được 8 trường dữ liệu này. Thì cái ThingSpeak này thì dựa trên những cái chức năng mà ThingSpeak cung cấp thì sẽ phù hợp với cái bài toán là phân tích dữ liệu. Chúng ta có một cái open source thứ hai là Leliland. Leliland là đang trong giai đoạn được phát triển và được xây dựng theo kiến trúc microservice, là một kiến trúc rất là tốt. Thêm nữa là Leliland thì hỗ trợ việc là các cái giao thức kết nối như là MQTT, các cái định danh thiết bị là URI và hỗ trợ việc là quản lý các cái thiết bị dựa trên là các cái tham số, các cái chức năng mà cái thiết bị đó có thể làm và cái status của cái thiết bị. Thì cái Leliland là đang trong giai đoạn phát triển. Chúng ta có một platform nữa là FreeBSD. Thì FreeBSD là mạnh nhất trong cái việc là hiển thị dữ liệu. Chúng ta có thể lựa chọn rất nhiều cái kiểu
hiển thị kiểu visualize dữ liệu trên Freeport. Tuy nhiên thì Freeport lại chưa hỗ trợ việc là lưu trữ dữ liệu. Thì Freeport là hỗ trợ giao thức, các cái giao thức truyền bản tin như là MQTT và REST API. Những cái IoT Cloud Platform free nhưng mà nặng hơn thì chúng ta có KA, chúng ta có SIGWARE. Thì KA và SIGWARE thì hỗ trợ chúng ta đầy đủ những cái chức năng của một cái IoT Cloud, là gồm có lưu trữ, hiển thị dữ liệu, phân tích và quản lý thiết bị. Tuy nhiên thì KA và SIGWARE là để tiếp cận ban đầu thì khá là phức tạp. Về các cái IoT Cloud Platform mất phí, chúng ta phải trả phí để sử dụng, thì nổi tiếng nhất là Amazon Web Service cho IoT. Thì như chúng ta thấy trong thời gian gần đây thì Amazon có đưa ra rất nhiều những cái thiết bị IoT, ví dụ như là Amazon Echo là một cái thiết bị điều khiển trung tâm trong nhà. Chúng ta vừa được thấy Amazon giới thiệu về cửa hàng Amazon Go, là một cửa hàng ứng dụng của IoT, của phân tích dữ liệu và của Deep Learning. Một cửa hàng mà không cần phải có người quản lý cửa hàng. Thì Amazon vừa mới giới thiệu đó là Amazon Go, là một cái hệ thống IoT hoàn thiện. Thì chúng ta có, thứ hai là chúng ta có IBM Watson IoT. Thì cái thế mạnh của IBM Watson IoT là tận dụng được cái năng lực xử lý của cái hệ thống máy chủ Watson. Thế mạnh là trong cái việc xử lý dữ liệu lớn, các bài toán phân tích dữ liệu và các bài toán về trí tuệ nhân tạo. Microsoft cũng có một cái nền tảng hỗ trợ xây dựng các cái ứng dụng IoT, đó là IoT Hub. Thì cái Azure IoT Hub của Microsoft hỗ trợ tương đối là đầy đủ các cái tính năng của một cái để xây dựng nên một cái hệ thống IoT. Thì Azure IoT Hub của Microsoft có chức năng là lưu trữ, hiển thị dữ liệu, phân tích. Thì tận dụng được cái thế mạnh của Microsoft là công cụ là Microsoft Business Insider, tức là cái công cụ BI của Microsoft. Google vừa mới công bố một cái hệ điều hành dành cho các cái thiết bị IoT là Android Things. Thì cái Android Things hiện tại là support một số cái mạch của những cái hãng như là Intel, thì để có thể phát triển những cái thiết bị IoT dựa trên cái nền tảng là Android Things. Cái thế mạnh của Google, Google có một thế mạnh nữa là về Google Cloud, thì kết hợp với Android Things thì có thể cũng cung cấp được đến các cái lập trình viên những cái nền tảng để xây dựng lên những cái hệ thống IoT. Một cái hãng cũng tham gia vào việc cung cấp IoT Cloud đó là Seahawk. Thì Seahawk là một hãng mà chuyên cung cấp những phần mềm quản trị doanh nghiệp trên cloud cho những doanh nghiệp lớn. Thì tận dụng với thế mạnh là cloud của mình, thì Seahawk cũng có một cái giải pháp là Seahawk IoT Cloud. Ngoài ra thì chúng ta còn có Apple, ví dụ như là Apple công bố là cái công cụ, bộ công cụ để phát triển nhà thông minh là Apple HomeKit. Một hãng cũng cung cấp những cái giải pháp về IoT Cloud đó là hãng Partico. Hãng Partico này cung cấp một cái giải pháp đầy đủ là từ thiết bị cho đến những cái công cụ lập trình, cho đến việc là sử dụng cái cloud của hãng để điều khiển và để lưu trữ những dữ liệu. Thì ở đây là những cái hãng, những cái nền tảng IoT Cloud phải trả phí để sử dụng mà phổ biến nhất hiện nay. Thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sử dụng
cái nền tảng nào, thì tùy vào cái nhu cầu bài toán. Ví dụ như là khi chúng ta mới tiếp cận IoT thì chúng ta có thể sử dụng những cái nền tảng miễn phí với những cái tính năng đơn giản để chúng ta có thể bắt đầu bước vào làm quen với IoT. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ phức tạp hơn, hỗ trợ nhiều hơn, tự mình triển khai những cái hệ thống, những cái nền tảng IoT Cloud. Thì lúc đó chúng ta có thể sử dụng những cái nền tảng phải trả phí như của Amazon, như của IBM, như của Microsoft. Xin cảm ơn các bạn.